chuyên gia cả nước Việt Nam chúng ta đều biết đến. Anh ấy là một người rất là thành công trong cái câu chuyện yêu đương. 85% chương trình truyền hình nhắc đến chuyện yêu đương đều nhắc đến tên của anh ấy. Nam diễn viên Anh Đức. Anh Đức. Xin chào tất cả mọi người và chào quý vị khán giả đang xem chương trình Từ Lạ Thành Thương. Nãy giờ nghe mọi người giới thiệu về anh Đức là một cái người mà về chuyên gia về chuyện tình yêu, cái chuyện tình yêu gì cũng biết, mà thật sự ra có hiểu Đức là người như thế nào không? Ok, bóc ra. Mũi. Mở ra. Mình cứ tự nhiên thôi, không có gì phải ngại. Rất nồng nàn. Em, cảm giác của em. Cái gì em mới nói gì? Có phải làm lại không? Có phải làm lại không hả? Làm lại chứ. Trời ơi. Trời ơi, người ta mê anh Đức. Lần này ráng hụt nữa nha. Trời ơi, bao nhiêu người khao khát, trời ơi. Cảm giác khi nhận nụ hôn đầu đời của anh Đức em thấy như thế nào? Cảm giác ngại quá. Ngại quá hả? Em ngại là vì em cảm thấy anh ta quá quyến rũ hay là sao? Có mùi. Chết rồi. Chết rồi, mê cái mùi anh Đức rồi. Chết rồi, Đức, chết thiệt, chết Đức ơi. Nga ơi, người đàn ông nào em cảm thấy Nga xứng ơi đáng hãy đưa cho họ. Anh không làm đúng anh, theo anh những gì không? Bài thôi, bài lời căn dặn tôn tử nói với em. Xin tự trọng. Hết rồi, đã hết rồi. Ok, bây giờ thế này, em ơi. Anh nghĩ là lần đầu tiên anh phá lệ. Lên. Quy định kỹ chưa? Thành không có một quy định gì hết, Thành chỉ biết làm theo bản năng. Bản năng. Ê, tới giờ này là do dữ như vậy đó. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong chương trình có 5 sự lựa chọn. Bây giờ cuộc chiến chưa bao giờ là kết thúc nếu như vẫn còn cái để tranh đấu. Bước lên, hoa nằm trên tay em. Ở một lần cuối, anh Đức, ngay giờ phút này bạn còn sẵn sàng để bước vào thế giới của người ấy là ai không? Đã đứng lên đây rồi thì chấp nhận. Mình sẽ bắt đầu bằng tình bạn thật là đẹp nha. Cảm ơn. Nói chung là đường tình duyên của bạn của em rất là trắc trở chị. Bạn của em thì nói chung là về kinh nghiệm thực tế không nhiều, nhưng mà đọc sách tình yêu nhiều lắm, cho nên kinh nghiệm nhiều, ok lắm. Không, kinh nghiệm thực tế thì nhiều. Nhiều lắm hả? Kinh nghiệm thực tế nhiều và cũng đã nghe rất là nhiều cái chia sẻ của chị Pepper rồi, cũng lấy đó làm kinh nghiệm sống cho mình nữa. Quay lại với cái anh số 3 là một trong những người mà chị hơi bị ấn tượng, và có thể thậm chí bây giờ chị có thể nhớ được tên là anh Liêm. Chị không hiểu tại sao mà nó chọn, thì theo em hiểu không? Em muốn quay lại một cái điểm mà chị đã từng nói với Sam ở tập trước. Đến khi chúng ta hiểu rõ về người đó hơn, tuổi tác và
cũng như cái công việc địa vị của người đó chắc chắn chúng ta sẽ ảnh hưởng. Các cô gái thì nghĩ rằng ồ anh này đang là một cái trưởng phòng kinh doanh của một cái công ty truyền thông nào đó, nghĩ rằng anh này sẽ là một người chín chắn bởi vì cái cách để mà tiếp cận các cô gái của anh cũng rất là khéo, cho nên các cô muốn tìm đến để tìm hiểu thôi. Thổi gió. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Trịnh Thanh Liêm, mình sinh năm 1992, hiện tại đang làm bên công ty truyền thông và sự kiện. Mình làm bên bộ phận là trưởng phòng phát triển thị trường. Ngoài ra thì về sở thích á, mình biết piano và biết hát, thì hy vọng là những ngày sau mình sẽ cùng mọi người giao lưu với nhau chơi. Ok. Cho đến cái thời điểm này á, thì em thấy cái bạn nữ số 3, ngay từ ban đầu thì bạn ấy có thể là hơi mờ nhạt, nhưng dần dần á, nếu như mà sự lựa chọn đúng của những người con trai á, nếu mà muốn chọn một cái tình yêu lâu dài bền vững sẽ thích những cái gu như là bạn số 3. Tại vì khi mà có thể bạn có sự ngại ngùng, nhưng mà khi hỏi được chọn bạn vẫn chọn lại. Ba bạn nữ kia là cũng đều là đã có gọi là đối tượng nhắm tới rồi. Nếu mà được nói ra thì trong 4 bạn thì tất nhiên là mình sẽ nhắm tới số 5, thế còn 3 bạn kia thì là đã có đối tượng rồi thì mình cũng không nhắm làm gì. Thật ra là giống như anh Đức là một cái chuyên gia mà cao cấp nhất trong cái các chuyên gia còn lại ấy, thì ngay từ đầu anh Đức là đoán rất là chính xác kết quả. 1 năm, chị 5 và anh 1. Tại vì em thấy cái bạn số 5 khi mà bạn ấy xuất hiện á, cái ấn tượng của em đầu tiên về bạn này, xét về cái nhìn ban đầu thôi, có lẽ là sẽ cảm thấy bạn này hơi dữ nha. Đúng, em bị giống anh á, xạo. Nhưng bên cạnh đó nếu mà hiểu được bạn ấy bằng đó có cái độ sâu sắc. Ngay từ đầu có thể là bạn 1 sẽ không có ấn tượng nhiều đâu, nhưng dần dần thì đó sẽ là cái thu hút rồi. Nhưng cái câu hỏi mà em đặt ra cho đến cuối cái đoạn video này, đó là bạn nam số 2 này có chinh phục được bạn nữ số 1 hay không? Nhưng mà chưa chắc nha. Bây giờ mới thấy một cái bóp thôi, chưa biết về suy nghĩ thay đổi ý kiến tặng bạn khác rồi sao. Tại vì sau cái bữa ăn thấy bạn số 1 kia rõ ràng đang dành cái thiện cảm cho cái anh số 3 nhiều hơn. A few moments later. Đây em tặng cho em. Có lẽ là một cái gì? Trời ơi, dễ thương quá vậy. Món quà bây giờ đã được sử dụng. Nhưng mà để tại vì có một cái tờ giấy ở trong đây. Chắc anh thấy nè. Cảm ơn anh nha, dễ thương quá à. Anh không nghĩ là anh tặng cho em luôn á. Em cũng không nghĩ là em được nhận quà từ anh luôn á. Có một cái câu này thôi. Cái gì của mình là của mình, sẽ không chạy đi đâu hết. Có thể cái biến là ok, cảm ơn anh nghe. Trời ơi, ngại quá. Từ lạ thành thương, lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel.